Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài bảng nhân 6. Bảng nhân 6 thì hay còn gọi là bảng tiểu chương 6. Trang số 59. Tính các tích trong bảng nhân 6. 6 nhân 5. 6 nhân 5 là bằng là 30. Như vậy thì chỗ này cái bảng cửu chương 5 thì chúng ta cũng đã học rồi. 6 nhân 5 cũng giống như 5 nhân 6. Tại phép nhân nó có tính chất giao hoán, giao hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. 6 nhân 5 cũng giống như 5 nhân 6. 5 nhân 6 thì chúng ta cũng đã học. Học bảng cửu chương 5 rồi, bảng nhân 5 rồi. Đây nè, 6 nhân 5 là bằng 30. Vì là 5 nhân 6 là bằng 30. 6 nhân 6 thì ta lấy cái kết quả này chúng ta sẽ cộng thêm 6 nữa là bằng 36. 6 nhân 6 là bằng 36. Cái bảng cửu chương bảng nhân 6 này chúng ta cố gắng chúng ta thuộc nha. 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12, 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 4 bằng 24. 6 nhân 5 là bằng 30, 6 nhân 6 là bằng 36. 6 nhân 7 là bằng 42, 6 nhân 8 là bằng 48, 6 nhân 9 là bằng 54, 6 nhân 10 là bằng 60. Bài số 1. 6, 12, 18 có nghĩa là 6 ta cộng cho 6 là bằng 12, 12 cộng 6 bằng 18, 18 ta cộng 2, cộng 6 nữa là bằng là 24, 24 mà ta cộng 6 là bằng 30, 30 cộng 6 là bằng 36, 36 ta cộng cho 6 nữa là bằng 42, 42 cộng 6 là bằng 48, 48 ta cộng cho 6 là bằng là 54, 54 ta cộng cho 6 là bằng là 60. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 6. 6 nhân 3 là bằng là 18. 6 nhân 3 là 18. 6 nhân cho bao nhiêu là bằng là 54. 6 nhân 9 là bằng là 54. 6 nhân 9 là bằng 54. Giờ cái này là đố, được không? Bạn này đố, bạn này trả lời, bạn này đố, bạn này trả lời. Như vậy chúng ta chẳng hạn như chúng ta sẽ đố là 6 nhân 7 là bằng bao nhiêu? Được không? Bạn này trả lời. 6 nhân 7 là bằng là 42. 6 nhân nhân cho 7 là bằng là 42. Rồi tương tự chỗ này cũng vậy, ví dụ như là 6 nhân 8 là bằng bao nhiêu? Bạn này đố là 6 nhân 8. Bạn này trả lời là 6 nhân cho 8 là bằng là 48. Như vậy thì có nhiều cái cách đố thì các em tự đố nhau ha. Thầy lấy ví dụ hai cái vậy. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 1 tính nhẩm. 6 nhân 3 là 18. 6 nhân 4 là bằng là 24. 6 nhân 7 là bằng là 42. 6 nhân 5 là bằng 30. 6 nhân 2 là bằng là 12. 6 nhân 6 là bằng là 36. 6 nhân 8 là bằng là 48. 6 nhân 10 là bằng là 60. 6 nhân 1 là bằng là 6. 6 nhân 9 là 50. 54. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2 tính. 6 nhân 5 là bằng là 30. 30 ta nhân tiếp cho 4 nữa là bằng là 120. Bài này thì chúng ta phải làm phép nhân trước. 52 trừ ghi lại 6 nhân 3 là 10, 18. Được. 52 ta trừ cho 18 bằng là 30, 14. Bài này ta lấy 6 nhân 8 là bằng là 40, 48. 48 chúng ta sẽ chia cho chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là 16. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy. Xem hình, đây là cái mặt của hộp giấy. Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy thì cần bao nhiêu tờ giấy màu? Vậy là một cái hộp đấy. Một cái hộp thì đây, thầy lấy cái này là một cái hộp nha. Cái hộp này là gồm là 6 mặt, 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt, 5 mặt và mặt ở dưới nữa là 6. Nó cũng giống như con xúc xắc này nè. Cái con xúc xắc này là 6 mặt. 1 2 3 4 5 và mặt ở dưới nữa là 6. Như vậy là mỗi cái hộp là 6 tờ. Một hộp là 6 tờ. Người ta nói là dán các mặt của 10 hộp. Như vậy 6 ta nhân cho nhân 10, 10 hộp. Một mặt là 6. Một hộp là 6 mặt này. Ta nhân cho 10 hộp là bằng là 6 nhân 10 là bằng là 60, cần là 60 từ giấy màu.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.